Thưa quý vị, bây giờ là chương mục Chính trị và đời sống Trong chương mục Chính trị và đời sống hôm nay, anh chị kính mời quý vị theo dõi bài viết mà anh chị sưu tập được từ trang Facebook Li Lê, tác giả của tên đường ngày trước Thưa quý vị, từ lâu tôi đã khâm phục cách đặt tên cho đường phố ở Sài Gòn và vẫn đinh ninh rằng đó là một công trình có sự đóng góp trí tuệ của nhiều người, một hội đồng nhiều học giả, sử gia, nhà văn uy tín. Nhưng thật là bất ngờ khi được biết kiệt tác lịch sử này đã được hoàn thành bởi một công chức. Và người đó là trưởng phòng họa đồ thuộc Tòa Đô Chánh, ông Ngô Văn Phát. Nhà văn bút hiệu là Thuần Phong, sinh ngày 16 tháng 10 năm 1910 tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Chuyện là, sau Hiệp định Genève tháng 7 năm 1954, Pháp bàn giao chính quyền cho chính phủ Bảo Đại với Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Để đánh dấu việc giành độc lập từ tay người Pháp, Tòa Đô Chánh Sài Gòn được lệnh gấp rút thay thế toàn bộ tên đường từ tên Pháp qua tên Việt trong khoảng thời gian ngắn nhất, và nhiệm vụ này được giao cho ti kỹ thuật phòng họa đồ. Sau hơn 3 tháng nghiên cứu, ông Ngô Văn Phát đã đệ trình lên Hội đồng Đô Thành và toàn bộ danh sách tên đường ấy đã được chấp thuận các đường được đặt tên với sự suy nghĩ rất lớp lan, mạch lạc với sự cân nhắc đánh giá bao gồm cả công trạng của từng anh hùng phù hợp với địa thế và các dinh thự đã có sẵn từ trước tác giả đã cố gắng đem cái nhìn vừa tổng quát lại vừa chi tiết những khía cạnh vừa tình vừa lý đôi khi chen lẫn tính hài hước vào việc đặt tên hiếm có này và tôi xin kể ra đây vài thí dụ theo sự suy đoán của riêng mình bởi vì ông ấy có nói ra đâu, nhưng tôi thấy rõ ràng là ông ấy có ý đó. Đầu tiên là những con đường mang những lý tưởng cao đẹp mà toàn dân hằng mơ ước, như là tự do, công lý, dân chủ, Cộng hòa, thống nhất. Những con đường hoặc công trường này đã nằm ở những vị trí thích hợp nhất. Đường đi ngang qua Bộ Y tế thì có tên nào xứng hơn là Hồng Thập Tự. Đường de la de tassigny chạy từ phi trường Tân Sơn Nhất đến Bến Trương Dương thì đã được đổi tên là Công Lý vì đi ngang qua Pháp Đình. Đại lộ Nguyễn Huệ nằm giữa trung tâm Sài Gòn nối từ Tòa Đô Chánh đến Bến Bạch Đằng rất xứng đáng cho vị anh hùng đã dùng chiến thuật thần tốc phá tan hơn 20 vạn quân thanh. Đại lộ này cũng ngắn tương xứng với cuộc đời ngắn ngủi của Ngài. Những danh nhân có liên hệ với nhau thường được xếp gần nhau, như đại lộ Nguyễn Thái Học với đường Cô Giang và đường Cô Bắc, cả ba là lãnh tụ của khởi nghĩa Yên Bái. Hoặc đường Phan Thanh Giảng nằm gần đường Phan Liêm Phan Ngữ là hai người con của ông đã tiếp tục sự nghiệp chống Pháp sau khi Phan Thanh Giảng tuẫn tiết. Còn ông Cao Thắng, một chuyên gia làm súng thì được ở gần hai nhà kháng chiến, Nguyễn Thiện Thuật và Phan Đình Phục. Những đại lộ dài nhất được đặt tên cho các anh hùng Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Toản, Lê Lợi và Hai Bà Trưng. Mỗi đường rộng và dài tương xứng với công dựng nước, giữ nước của các ngài. Đường mang tên Lê Lai, người chịu chết thay cho Lê Lợi thì nhỏ và ngắn hơn, nằm cận kề với đại lộ Lê Lợi. Đường Khổng Tử và Trang Tử trong chợ lớn với đa số cư dân là người Hoa. Bờ sông Sài Gòn được chia ra làm ba đoạn, đặt cho các tên Bến Bạch Đằng, Bến Trương Dương và Bến Hàm Tử, ghi nhớ những trận thủy chiến lẫy lừng trong lịch sử chống quân Mông Cổ, chống nhà nguyên của Hưng Đạo Đại Vương ở thế kỷ 13. Thẳng góc với hai đường bà huyện Thanh Quang và đoàn thị điểm là đường Hồ Xuân Hương. Ba nữ sĩ nằm bên cạnh nhau, thật là có lý. Năm 1957, ông Ngô Văn Phát có bài đăng trên bộ tự điển Bách Khoa Toàn Thư Britannica ở London, Anh Quốc. Đó là chuyên đề khảo cứu về thành phố Sài Gòn. Năm 1964, chuyên đề ca dao giảng luận in trên tạp chí Trường Viễn Đông Bắc Cổ ở Paris sau in thành sách ở Sài Gòn. Cùng năm này, trường cao học Sorbonne Paris, ông cũng có chuyên đề Nguyễn Du với thể dân ca trong bộ sách nhan đề Mélange sur Nguyễn Du, tập luận về Nguyễn Du. Vào những năm 1970, ông được mời thỉnh giảng môn văn học dân gian tại Đại học Văn Khoa, Sư phạm Huế và Cần Thơ. Ông mất vào năm 1983 tại Sài Gòn, thọ 73 tuổi.